Chương 1, về Việt Nam, nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com Check in, New York, Mỹ Tam, 10, 12 giờ trưa, giờ Mỹ, nó đang nằm im trong chăn với giấc mơ về Việt Nam quê hương của ba nó, nó chưa từng về đó cho dù là một lần vì chuyện học hành. Nhưng bây giờ, nó đã được về đó nơi gắn liền với tuổi thơ của ba nó. Bỗng nhiên, điện thoại nó vang lên lời bài hát volume up 4 MINUTE làm nó tỉnh ngủ. "Anh Như, làm gì gọi tao sớm vậy?" Nó hỏi với giọng ngái ngủ thao, "Phương Anh, Thiên Vi, Ngọc Mi và Như anh cho mày 15 phút để thay đồ, sắp xếp đồ, VSCN và tới sân bay. Nếu trong vòng 15 phút không định vị được mày bọn tao sẽ về Việt Nam trước." Anh Như nói trong điện thoại rồi, "Tao làm ngay." Nó nói rồi tắt điện thoại. Chừng 7 phút sau nó kéo cái vali xuống tầng dưới và lôi bắt tài xế lên con Ferrari màu trắng bắt ông đưa tới sân bay. Check in, sân bay quốc tế John F. Kennedy Tam. 10, 10 giờ tối anh như, Ngọc Mi, Phương Anh, Thiên Vi, như anh. Nó nói hừ, bọn tao đây. 5 phút nữa lên máy bay. Phương Anh nói hừ, mới ngủ có một tiếng mà đã phải lên máy bay. Nó nói rồi hậm hực tiến vào khu vực giới nghiêm. Mấy người kia cũng theo sau. 10, 3 giờ chiều thì máy bay cất cánh. Sáu nàng ngồi trên máy bay thì ngủ say như chết. Mãi tới lúc về tới Việt Nam mới dậy. Check in. Sân bay Tân Sơn nhất TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam Tam. 6 giờ AM 6 cô gái bước xuống khỏi máy bay. Hàng nghìn ánh mắt nhìn về phía họ, ngưỡng mộ có, ghen tị có nhưng cả sáu người chẳng mấy may quan tâm, họ chỉ đi ra ngoài sân bay và bắt taxi về biệt thự Rose, hoa hồng, của nó. Check in, biệt thự Rose chán quá, chán quá, chán quá. Thiên vi than thở thôi đi tiểu thư. Anh như nói đi shopping không? Khu mua sắm của công ty nhà thiên vi nhé. Nó nói khu mua sắm vi Phương Anh quay qua nó chứ còn gì? Nó quay qua Phương Anh ba tao mới nói là có hàng mới ở đó đi luôn đi, thiên vi quay qua mấy người kia ó. Nhưng ai lái xe, Ngọc Mi hỏi Khánh Vi và Thiên Vi, anh như nói mấy con kia, ra xe nhanh, cặp đôi xong Vi hét lớn ở ngoài cửa ăn ghê tới đó, cả lũ đi ra xe. Phương Anh và Ngọc Mi được Thiên Vi chở, anh như và như anh thì được nó chở. Một lúc cả sáu đứa bọn nó tới khu mua sắm Vi Vi vừa vào đến nơi bọn nó đã thấy một nhóm sáu người con trai bị bao vây bởi nhiều cô gái họ cũng nhìn một lúc rồi bỏ đi vì không phải việc của mình còn sáu chàng trai kia thấy mình bị làm ngơ lần đầu tiên thì khá tức nhưng cuối cùng thì khóe miệng nhếch lên thành nụ cười đầy ẩn ý

gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới en ngô hoàng minh khang hắn kevin trần nguyễn gia minh rách nguyễn hoàng bảo lâm cai phạm hoàng gia bảo peter bùi nguyễn bảo minh Alex Hà Hoàng Đức Anh, quay sần 6 người được liệt kê ở trên là 6 bạn nam chính của chúng ta sao, vỗ tay sao sao hết sao. Chương 2. Đi shopping, chúng ta phải đi học. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio.com. Sau khi bước vào khu mua sắm VV, bọn nó vẫn chưa biết nên đi đâu nên quay lại nói chuyện với nhau. Thiên Vi lên tiếng, "Đi ăn kem đi." "Không, đi mua trang sức đi." Ngọc Mi nói thôi, "Đi uống cà phê đi." Phương Anh quả quyết không thích, "Đi mua quần áo đi." "Như anh lên tiếng không? Tao muốn đi mua giày cơ." "Anh như nói thôi, chúng mày câm cho tao nhờ." "Đứa nào muốn đi đâu thì đi." mười giờ gặp nhau ở đây nó nói ừ cả lũ đồng thanh sau đó cả bọn tản ra thiên vi thì đi ăn kem nơi này là của nhà thiên vi cô muốn làm gì cũng được ngọc mi thì đi tới tầng hai tầng trang sức để mua trang sức cho cả bọn phương anh thì đi tầng bốn và vào khu cà phê để thưởng thức một ly espresso như anh thì đi mua quần áo ở tầng ba anh như thì lên tầng năm mua giày còn nó thì lên tầng 6 để mua ít sách lắm chữ quá đi. Sau chỗ nó, sao nó đã chọn xong một tập sách về vẽ do chính nó viết và một cuốn Harry Potter để đọc, nó còn muốn mua thêm một quyển Harry Potter nữa nhưng lại nhận một cuộc điện thoại từ ba nó. Ba gọi con có việc gì vậy? Nó hỏi ba cần với các bạn nhớ chuẩn bị đồ nhé, mai các con sẽ đi học. Ba nó nói qua điện thoại vâng ba. Nhưng chúng con học trường nào ạ? À? Nó lại hỏi trường Royal nha con. Ba nó trả lời vâng ạ, à, thôi con tắt máy nha ba. Nó nói rồi kết thúc cuộc gọi sau đó nó gửi tin nhắn cho mấy người kia rồi trả tiền sách và đi gặp như anh. Sao chỗ Thiên Vi sao bây giờ Thiên Vi đã ăn hết cái kem thứ ba? Thiên Vi tới quầy và nói. Chị lấy cho em thêm một cái sô-cô-la đắng nữa. Một sô-cô-la đắng. Một cô gái khác tới trước quầy nói chị nhân viên bán hàng đưa kem cho Vi rồi nói. Thưa cô, chiếc kem tôi vừa đưa là chiếc cuối rồi ạ, à. cô ta là cái thá gì mà cô lại bán cho cô ta? Cô gái kia sắc sược làm cho anh chàng đi sau cô, bảo lâm của chúng ta đó chị em, không khỏi nhíu mày thưa cô. Cô ấy là ai không quan trọng, nhưng hàng đã bán, chúng tôi không thể lấy lại. Chị nhân viên lễ phép cô là ai mà dám dành với tôi? Cô gái kia nói với Thiên Vi có quan trọng. Thiên Vi hỏi đưa cây kem cho tôi. Cô gái kia nói được, của cô đây. Sao quay sang chị nhân viên bán hàng sao còn chị, đừng bảo với ba tôi. Chị mà bị đuổi việc thì tôi chết mất. Dù sao cũng cảm ơn. Thiên Vi nói không có gì thư tiểu thư. Chị nhân viên bán hàng nói Thiên Vi nghe xong liền đi luôn cô gái kia khi nghe xong từ tiểu thư thì tức sôi máu nhưng lại trở lại sự giả tạo của mình rồi quay qua bảo lâm giở giọng ngọt sớt anh lâm chúng ta đi xin lỗi em đã quá một tiếng ta chia tay bảo lâm nói rồi chạy bía cô gái kia vì quá tức nên vứt luôn cây kem lại rồi chạy đi vừa chạy vừa khóc xin mạn phép cho thời gian trôi qua mai phải đi học rồi chưa chuẩn bị gì cả thiên vi lăn lộn chúng mày có thể dùng của tao tao có nhiều lắm nó nói mày đúng là vị cứu tinh của bọn tao mà phương anh ôm lấy nó và nói cặp sách của chúng mày tao đã bỏ sách bút vào và để ở phòng chúng mày rồi tao đi ngủ đây nó nói rồi chạy lên phòng mọi người ở dưới cũng tản ra và đi vào phòng ngủ gạch dưới 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 g gạch dưới 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 n chương 3. buổi học đầu ở royal part 1. nghe chọn bộ tại mê truyện audio com tất cả dậy ngay lập tức thiên vi hét lớn của thực tiếng hét của thiên vi rất công hiệu sau khi nàng hét là cả đám đạp chăn làm vscn thay đồng phục và xuống nhà duy chỉ có mình như anh là vẫn còn say giấc nồng lần này là lúc nó ra tay, nó chỉ lên phòng, véo, nhẹ, vào tai như anh là cô nàng tỉnh dậy và làm những việc cần thiết. Sau khi ăn sáng, bọn nó chọn hai chiếc xe trong gara rồi bắt nó và Thiên Vi chờ tới trường. Tụi nó vừa vào trường đã nghe thấy một số lời bàn tán. Kiểu như, ôi xinh quá, SS1 xinh quá đi. SS2 tôi chưa nhìn thấy người đẹp tuyệt sắc như vậy bao giờ cả. SS3 cái gì? vậy mà sinh á chắc cũng trái cả tấn phấn vô mặt thôi lục tỷ trường ta là sinh nhất ss bốn tụi nó bỏ ngoài tai mấy lời này và bước thẳng tới phòng hiệu trường hồi ở mỹ nghe đầy rồi phòng hiệu trưởng của trường này cũng khá rộng bài trí đẹp mắt tuy chưa bằng phòng làm việc riêng của nó chúng em chào thầy bọn nó nói không cần phải nói vậy dù gì ta cũng là cậu con Thầy hiệu trưởng nói cậu, bọn cháu học lớp nào ạ? À? Thiên Vi làm mặt cún 12A1. Đây là cô giáo của các con, cô Trịnh Thu Mai. Thầy hiệu trưởng nói tiếp chúng em chào cô. Bọn nó quay sang cô giáo cô dẫn các em vào lớp nhé. Cô Mai cười vâng ạ. À. Bọn nó nói rồi theo cô vào lớp tới nơi. Cô bảo bọn nó đợi cô cô ở ngoài cửa để cô vào giới thiệu bọn nó với cả lớp. Bước vào lớp, cô nói. Chào cả lớp hôm nay lớp chúng ta có thêm 6 thành viên mới. Họ là 6 bạn yêu tú mới từ Mỹ chuyển về. Các em hãy làm quen. Cô khoát tay ra hiệu cho bọn nó vào lớp. Bọn nó bước vào lớp trước ánh mắt khá dị về phía bọn nó. Rồi bắt đầu giới thiệu. Trịnh Hoàng Khánh Vi O Jessica. Nó ở Hoàng Nguyễn Phương Anh hoặc Wendy. Phương Anh Hà Nguyễn Ngọc Mi cô mẹ Irene. Ngọc Mi Nguyễn Ngọc Như Anh, Marie như anh Trần Hoàng Thiên Vi, gọi hai ly. Thiên Vi Bùi Nguyện Anh như Tiffany. Anh như chúng ta phân chỗ nhé. Khánh Vi sẽ ngồi với Minh Khang, Phương Anh ngồi cùng Gia Minh, Ngọc Mi ngồi với Bảo Minh, như anh ngồi với Gia Bảo, Thiên Vi ngồi với Bảo Lâm và anh như ngồi với Đức Anh nhé. Cô Mai cười cả sáu đứa tới chỗ ngồi của mình, cô giáo giảng bài. 12 người, nào đó, trong lớp 12A1 đang làm việc riêng triệt để nó thì nghe nhạc, hắn thì ngủ, phương anh thì đang nói chuyện với gia minh, ngọc mi thì vừa nghe nhạc vừa nói chuyện vừa nghe giảng, bảo minh thì cứ ngồi ngắm ngọc mi và nói chuyện. mấy người kia thì chỉ có selfie isru thôi. cô giáo thấy mấy học sinh mới có vẻ không coi mình ra gì liền nói mời em phương anh, khánh vi, ngọc mi và thiên vi lên giải bài cuối theo bốn cách khác nhau. Nó lúc này vừa gỡ tay nghe ra, nghe tới câu này liền ngoác ba người kia rồi cùng nhau khoan khoái lên bảng giải bài cuối. Giải xong bài cả lớp liền nhìn bốn đứa với ánh mắt ngưỡng mộ, mới lên bảng có 10 phút mà đã giải xong bài toán cấp đại học. Nói gì chứ đại học Harvard đã phải tặng bọn nó vài cái bằng tốt nghiệp rồi ý chứ gạch dưới 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 g Gạch dưới 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 n. chương 4. Buổi học đầu ở Royal Path 2. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio.com. Cút ngay khỏi chỗ này. Hắn quát tại sao? Nó hỏi, mặt tỉnh bơ đây là chỗ của tôi. Không ai dám ngồi cả. Xem chừng cô cũng to gan gớm. Hắn nói, giọng mỉa mai thì sao? anh có khắc tên anh lên đây đâu nó nói nhưng tôi không thích cô ngồi đây đi được rồi chứ hắn hỏi không thể đi được chỗ này cô giáo đã sắp xếp và xin lỗi tôi không sợ anh nó lườm hắn hừ tôi sẽ chia nó cho cô hắn bực bội thanh nó cười rồi chạy mất nó chạy xuống căng tin trường định vị xong chỗ của bạn mình liền chạy tới và ngồi ngay lập tức vừa ngồi xuống là phương anh hỏi ngay mày làm gì mà lâu dữ tại cái tên chết tiệt ngồi cùng thôi nó trả lời minh khang nó làm gì cậu bảo lâm hỏi anh ta định đuổi tớ ra khỏi chỗ đó nó lắc đầu tớ sẽ bóp chết anh ta nếu tớ muốn nhưng hôm nay cậu không thể làm vậy đúng chứ thiên vi châm chọc cậu muốn tớ vứt hết mấy quyển harry potter của cậu đi nó đe dọa đừng ném nhé thiên vi dùng mắt cún con thiên vi sao cậu không dọa vứt hết mấy cái poster 4 MINUTE của cậu ấy đi? Phương Anh nói sao cậu không thử và nói lời tạm biệt với mấy cái album poster ESO của cậu đi Phương Anh? Nó đe dọa hứ, sao cậu cứ lấy cái đó ra dọa tớ thế? Sao không vứt luôn mấy tập fanfic đi? Phương Anh cãi quên, nó nói không phải quên đâu. Cậu ấy có đọc trộm của cậu đấy. Thiên vi cười thiên vi. Nó nghiến răng thôi không trêu cậu nữa. Tối nay mà phải ở nhà lắp lại mô hình nhà mình thì tớ chết mất. Thiên Vi cười vậy thì được. Nó nói cậu chỉ giỏi trêu bạn bè. Thiên Vi hậm hực thôi nào, ngoài cái đó ra Khánh Vi còn giỏi nhiều cái khác. Anh như ngây thơ nói cậu còn ngây thơ lắm. Như anh lắc đầu mấy cái fanfic đặc biệt biến thái của Phương Anh đều do tớ nghĩ ra đấy. Anh như nói biết biết nhưng không phải ý tưởng là của thiên vi sao như anh cười ừ thì tớ cũng có giúp anh như nói thì không được gọi là của cậu đâu thiên vi cười gian khánh vi không khí có vẻ đáng sợ gia minh nổi ra gà xem này nó nói các cậu muốn dừng việc này lại hay tớ ném mấy thứ các cậu thích vào thùng rác của là rất công hiệu mấy người kia nghe xong im phăng phác nó thì cực hài lòng vì đã dừng cuộc chiến của mấy con bạn lại rồi chuông vào lớp vang Cả 11 người bước vào lớp và bắt đầu học gạch dưới 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 Chiều chủ nhật, bọn nó chuyển nhà qua biệt thự Flower. Biệt thự Flower là nơi có rất nhiều hoa khu vườn được chia thành 7 phần, mỗi phần đều trồng một loài hoa để xếp thành tên một đứa. Phần của nó là được thiết kế cầu kỳ nhất. Hoa lavender được trồng xếp thành dòng chữ Enzo và kèm theo bên dưới là những bông hoa hồng đen được xếp thành tên nó Khánh Vi. Tiếp theo là đến của em gái nó Khánh Linh. Khu vườn hoàn toàn được tạo ra bởi hoa, tên cô nàng được xếp bởi hoa hồng xanh và bên ngoài được xếp bằng hoa hồng bạch thật cầu kỳ tiếp đến sau hai chị em cầu kỳ hoa lá kia là thiên vi khu vườn của cô nàng cũng không cầu kỳ cho lắm chỉ có những bông hoa hồng được trồng thành chữ thiên vi cùng với vài bông hoa hồng vàng trồng ở vài chỗ còn của bốn người kia thì lại dùng cùng một loài hoa cho khu vườn của mình tg các chị ý thích thế linh mày rỗi hơi sao mà về đây nó ngạc nhiên khi thấy con em đang ngồi xem phim hoạt hình ở nhà âm bị papa tóm cổ, đóng hộp và mang về đây đây. Khánh Linh mè nhe hoai bảo cô cứ thích hát hò cơ. Nó xoa đầu Khánh Linh không phải nha. Cái này là bị công ty lôi về Việt Nam vì sẽ hô phát động sâu lâu ở đây trong 3 năm nha. Khánh Linh cười tít mắt thế cái đó nếu không phải papa sắp xếp và chị đây triển khai thì cô cũng không được về đâu. Nó cười cứ cho là vậy đi. Cơ mà về đây cũng thích, ở bên đó toàn bị mấy bà chị cùng nhóm bắt nạt thôi. Khánh Linh chuẩn bị khóc kia, Mia và Lia bắt nạt cô sao? Ai bảo tên độc làm gì cơ, Cherry? Thiên Vi chọc Khánh Linh mà em đã xác định nhập học ở đâu chưa Linh? Nó hỏi trường Royal, cùng trường với nhau mà. Khánh Linh quay qua nó, cười óc. Mai đi học năm đứa chúng mày tự lái, chị em tao đi cùng nhau nó quay qua mấy con bạn, cười mỉ móc. Tụi này sẽ không để chị em mày kết thúc đoàn tụ. Thay vào đó, nấu đồ ăn chưa đi. Thiên vi cười hì hì cái bụng nó réo kinh quá. Vậy lên phòng làm hồ sơ cho em gái tao nhé. Nó quay qua thiên vi sao chị không để em tự làm đi. Khánh Linh quay qua nó chúng nó yêu cầu chị mày nấu bữa trưa, điều đó đó chứng tỏ là bọn nó phải làm một số việc thay chị mày. Nó giải thích vậy thì. Chúc chị Thiên Vi làm việc vui vẻ. Em còn phải làm phụ bếp. Khánh Linh nói rồi hùng hồ kéo tay nó vào bếp vui quá đê. Nó nói rồi đập tay với con im hì hì. Selfie tí đi chị. Khánh Linh nói rồi lôi con iPhone 6 Plus ra. Sau đó sẽ đăng luôn lên Instagram đi cho nó máu. Máu nghiện selfie của nó lại nổi lên nó. Khánh Linh nói rồi chụp một tấm selfie của hai chị em rồi đăng lên Instagram với dòng caption. Trở lại Việt Nam với dự án sâu lâu trong 3 năm. Ôi, chị gái tôi đáng yêu của đi. Ba, bằng tiếng Việt và tiếng Hà tiếp sau đó, Khánh Linh tiếp tục selfie bừa bãi. Còn nó thì đang nấu ăn, mùi hương của bữa trưa khiến năm đứa đang hì hục làm hồ sơ cho Khánh Linh ở trên phòng cũng phải xuống ngồi gọn vào bàn chờ cơm gạch dưới 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 g gạch dưới 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 to be continue